Bạn sẽ lắc đều như vậy, lắc vòng tròn đều như vậy để mà cái vitamin C nó sẽ dính đều vào các hạt thức ăn. Và khi mà cho cá ăn á, thì cá nó sẽ ăn được những cái hạt vitamin C khi mà đớp vào cái hạt thức ăn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là những điều về vitamin C và vì sao vitamin C lại hữu ích với cá vàng. Bổ sung vitamin C là một chất không thể thiếu trong quá trình nuôi dưỡng cá, nhưng đối với vitamin dành cho người thì cái chất vitamin C trong viên nén không đủ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cá, nên tốt nhất là bạn nên dùng vitamin chuyên dụng dành cho thủy sản và cá cảnh thì mới thích hợp với cơ thể của cá. Đầu tiên, có một công dụng của vitamin C mà chúng ta không thể nào quên được, rất là hữu ích luôn, đó là vitamin C có khả năng khử clo trong nước. Và lý do vì sao thì vitamin C lại có tác dụng khử clo như vậy, chúng ta cũng sẽ cùng tìm hiểu nha. Trong vitamin C, khi mà phân tích hóa học ra thì vitamin C chính là chất C6H8O6. Khi mà cái chất này kết hợp với natri clorid thì nó sẽ chứa các thành phần clo trong natri clorid. Thì khi mà kết hợp giữa vitamin C và natri clo như vậy thì nó sẽ biến thành một cái chất, đó là vitamin C bị oxy hóa và clo vào nước. Nếu mình nói về chi tiết thì nó sẽ rất là khó hiểu, nhưng bạn chỉ cần nắm công thức này để hiểu là vì sao vitamin C lại khử clo. Đó là khi vitamin C tác hợp cùng với lại clo thì sẽ tạo ra ba chất, đó là vitamin C bị oxy hóa, thành phần muối và nước. Như vậy đồng nghĩa là khi mà chúng ta bỏ vitamin C vào trong nước chứa clo thì chất clo nó sẽ biến thành vitamin C bị oxy hóa và muối. Thì hai chất này đều hoàn toàn có lợi cho cá, không có hại cho cá. Vì vậy mình chứng minh được là vitamin C sẽ khử được, có khả năng khử được clo trong nước. Và ngoài một cái tác dụng lớn như vậy thì vitamin C còn có nhiều cái lợi ích cho cá. Bạn có biết là cái chứng bệnh là cá bị cong người không? Tức là cái triệu chứng này nó xuất hiện rất là đột ngột. Và trước đó thì cá hoàn toàn không có một cái dấu hiệu gì nó đang bị bệnh cả. Nhưng 1-2 tiếng sau thì bỗng nhiên là mình sẽ thấy là người cá bị cong lại, cá bơi nghiêng, cá bị mất thăng bằng khi bơi. Và như vậy thì cá rất là dễ bị stress. Không phải là dễ bị stress mà chắc chắn là cá sẽ bị stress. Và khi bệnh như vậy thì cái tỷ lệ sống của cá rất là thấp. Và nguyên nhân của căn bệnh này đó là do cá bị thiếu chất vitamin C. Và vitamin C nó cũng hỗ trợ chữa bệnh xương, vết thương và tăng cường cái việc hình thành mạch máu và cải thiện cái chức năng hệ thống miễn dịch, tăng hấp thu và sử dụng cái chất sắt vào hoạt động như một chất chống oxy hóa. Và vitamin C nó sẽ làm giảm cái tác động của các chất độc hại trong nước lên cá và ngăn chặn những cái tác động tiêu cực về biến động nhiệt độ nước. Vậy thì mình cần tóm tắt chính những cái chức năng của vitamin C, đó là chức năng về nhiệt độ nước. Đó là cái chế độ ăn với vitamin C sẽ giúp cá trong giai đoạn mà nhiệt độ thấp á, nó sẽ nâng cao được cái hiệu quả tiêu hóa của cá và sau đó thì thúc đẩy cái tốc độ tăng trưởng. Như các bạn biết á, là trong cái nhiệt độ thấp, nhất là nhiệt độ vào trời mưa nè, trời lạnh nè, thì cái việc mà tiêu hóa của cá nó sẽ diễn ra không có tốt, giống như là những lúc mà trời nắng ấm nó sẽ diễn ra rất là chậm. Thì khi như vậy thì cái vai trò của vitamin C nó sẽ nâng cao cái hiệu quả tiêu hóa cho cá, vì như vậy thì nó sẽ dẫn đến là sẽ thúc đẩy cái tốc độ tăng trưởng trong cá dù trong nhiệt độ thấp. Với bấy nhiêu lý do đó thôi thì bạn đã hiểu là vì sao vitamin C đóng một cái vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống của cá. Về cách sử dụng thì mình sẽ có hai cách sử dụng. Đầu tiên, cách số 1 đó là mình sẽ trộn chung vitamin C với thức ăn cho cá. Và cách thứ hai là mình sẽ pha vitamin C với nước. Khi mà chúng ta trộn với thức ăn cho cá thì mình sẽ trộn với liều lượng là 5-10g trên 1kg thức ăn. Bạn có thể trộn chung với 1kg thức ăn nếu mà bạn có cái hộp đựng lớn khoảng 1kg. Còn nếu xong thì bạn sẽ xớt ra một ít cám và để trong cái hộp nhỏ như vậy và phải làm nhiều lần.
Và khi đó thì bạn sẽ bỏ một cái lượng, một cái muỗng vitamin C như vậy vào trong hộp cám như mình đang có và trộn đều lên. Bạn sẽ lắc đều như vậy, lắc vòng tròn đều như vậy để mà cái vitamin C nó sẽ dính đều vào các hạt thức ăn. Và khi mà cho cá ăn á, thì cá nó sẽ ăn được những cái hạt vitamin C khi mà đớp vào cái hạt thức ăn. Và khi cho ăn ở những cái lần ăn tiếp theo á, để mà đảm bảo là cái những cái hạt vitamin C nó có thể dính vào cái hạt thức ăn, thì bạn sẽ đảo thức ăn, cái hộp thức ăn khi mà trước khi mà mỗi lần cho ăn. Còn sử dụng vitamin C để pha với nước thì rất là đơn giản. Bạn sẽ pha với cái liều lượng là từ 0,8 đến 1 gam trên 1 lít nước. Thì trước tiên bạn sẽ đo cái lượng nước ở trong hộp của bạn, và sau đó thì căn cứ vào đó mà bạn bỏ một cái lượng vitamin C thích hợp. Thì hiện tại Đam Mê Cá Vàng có bán vitamin C dạng bột có thể trộn với thức ăn và pha với nước, có cái trọng lượng là một gói, có trọng lượng là 100 gram, và có thể trộn với trên 10 kg thức ăn hoặc là pha với trên 100 lít nước, và một gói vitamin C có trọng lượng là 100 gram, hiện có giá là 50.000. Và hiện tại mình đã công khai bán trên Shopee và Facebook. Và có một điều nữa thì các bạn phải hết sức chú ý, đó là liều lượng sử dụng vitamin C mình đã chia sẻ chỉ áp dụng được với loại vitamin C mà Đam Mê Cá Vàng đang bán, và không áp dụng với các loại vitamin C khác. Lý do là với mỗi loại vitamin C thì nó sẽ có cái liều lượng thành phần khác nhau, vì vậy thì cách sử dụng cũng sẽ khác nhau, nên là mong các bạn phải hết sức lưu ý nha. Khi mà các bạn có bất cứ một cái thắc mắc nào về cách sử dụng vitamin C hoặc là về cách chăm sóc cá, thì các bạn hãy inbox trực tiếp đến Fanpage Đam Mê Cá Vàng hoặc là gọi điện đến hotline 0869 242 393. Các bạn đừng quên nhấn subscribe cho kênh và nhấn nút chuông, bởi vì mình sẽ quay lại với rất là nhiều video khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.